Chiều ngày 23 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đến thăm tặng quà Tết các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Suối Hoa. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc cùng dự. Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao tặng 30 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng. Phát biểu tại chương trình tặng quà, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chia sẻ, động viên và mong muốn mỗi hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Suối Hoa bằng nỗ lực của bản thân cùng với sự quan tâm của nhà nước, sự chia sẻ của cộng đồng sẽ vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhân dịp này, đồng chí đã gửi lời chúc Tết, chúc bà con nhân dân xã Suối Hoa sức khỏe, hạnh phúc và thành công, đón Tết Giáp Thìn 2024 vui vẻ, ấm áp và lành mạnh.